Xin chào các bậc phụ huynh và các bé yêu quý. Trong video ngày hôm nay, rất vui được đồng hành cùng các bậc phụ huynh để hướng dẫn con tìm hiểu về một số loại côn trùng quanh bé. Để con có thể tìm hiểu về các loại côn trùng, bố mẹ có thể cho con xem một số hình ảnh về các loại côn trùng trên Internet như con muỗi, con ong, con cào cào, con kiến, con bướm. Sau đó bố mẹ hướng dẫn con tìm hiểu về đặc điểm của từng con vật. Trước tiên, bố mẹ có thể hướng dẫn con tìm hiểu về con ong. Bố mẹ sẽ hỏi con một số câu hỏi để giúp con ghi nhớ như: con có biết đây là con gì không? Con vật này có những bộ phận nào? Con ong có lợi ích gì với chúng ta? Con ong là con vật có lợi hay có hại? Sau khi đã hỏi con các câu hỏi, bố mẹ khái quát lại về con ong để con ghi nhớ lâu hơn. Ngoài ra, bố mẹ cũng có thể cho con tìm hiểu thêm về con bướm. Tương tự như cách tìm hiểu về con ong, bố mẹ cũng hỏi con các câu hỏi như đố con biết đây là con vật gì. Con bướm có những bộ phận nào? Hay con bướm là con vật có lợi hay có hại? Vừa rồi là hướng dẫn trẻ tìm hiểu về một số loại côn trùng. Ngoài ra, các bậc phụ huynh có thể hướng dẫn con tìm hiểu về các con vật khác tương tự. Hy vọng qua bài học này, bố mẹ sẽ giúp con biết được những loài côn trùng có lợi và côn trùng có hại. Xin kính chúc các bậc phụ huynh và các con có thêm nhiều khám phá thú vị về môi trường xung quanh. Xin chào và hẹn gặp lại!